Nhưng bữa nay chị rảnh, sắp xếp đi chị rảnh đi rồi em với chị gặp nhau rồi có gì chị em chỉ nha. Chứ giờ nói qua này đâu có nói, chị cũng có biết đâu. Dạ, có gì để em nói em dò hỏi được xem. Dạ, bye bye chị, chào chị. Vậy chị nào vậy giờ, chị nào vậy, Ngọc. anh đâu có biết. Bên thuế biết được. Chị ngọt. Ăn gì chưa gì giờ? Bà là mẹ tôi hơi lâu rồi đó. Chó nói lại, bà là mẹ tôi hơi lâu rồi đó. Hột vịt lộn, hột vịt dữa, trứng cút lộn, bắp xào đi. Bà vợ. Hột vịt giữa, trứng cút lộn, bắp xào đi. Rồi con chó chưa, nó ăn có cái món gì? Em mua phở này, xong em mua thêm gà nữa. Ghê nha. Ủa là sao? Đi chạy đi mua. Nào em đọc cái khác. Em đang làm mà chạy đi mua. Ủa là sao? Là đặt thêm một phần gà cho con chó hả? Con chó còn sướng dữ vậy.
gốc trứng y như bên Việt Nam luôn á, ngon vậy á, ngon quá già. Mấy ngàn trứng? 10 trứng mà 18 đồng. Là một trứng 1 đồng 8 hả? Má mắc vãi cứt. Không tham phải chứ. Trứng này cũng còn mới mới tới à. Lâu em cũng ăn. Em cũng lâu rồi không ăn. Em ở ngay cái chợ muốn ăn chạy ra ăn chứ. Em cũng mua được mà anh nói nhiều. Nhớ hồi nhỏ ăn hột vịt lộn rồi mà có cái gì có cái con nó bỏ con bị chửi quá trời, ăn cái lòng vàng không. Chịu hỏi chồng chồng nó ngang ngực chồng người tìm về chấp ấy nhầm chồng nó mua cho hả, chồng nó mua cho hả, nói vậy kiểu chồng mua cho hả. Cái lòng trắng cứng á. Đủ có hai trứng à. Mua cho ăn, cho nuôi. Cho nó ăn gà rồi còn cho nó ăn nuôi nữa. À, con chó còn sướng hơn cái anh nữa. Đâu, anh nói là cho là chồng mua cho nuôi. Anh cản không nghe, lao đầu vô. Để coi. Ai kêu ơi mua con chó vậy cho đầu buồn. Thôi 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 thôi. Bà đưa hình chó tôi coi bà chào chèo mồi rồi bà lý do à, lý do rồi đỡ buồn giữa trưa nửa đêm đang ngủ đã ăn ẳn rồi đỡ buồn giữa trưa đang mình họp không mà ngủ nghe con rồi. chó ăn ẳn luôn á, đang họp mà nó ăn ẳn.
Qua bên chùa á. Ừ. Sư cô á. Cô gọi cô kêu sao nay nhìn gầy. Chỉ là nhìn cái mặt thôi mà nói. Hơi mấy kia nhìn cái bụng á. Nói sao nhìn này nhỉ? Tôi mới nhớ chứ. Không có được con luôn nữa, được còn được con luôn. Lên chùa ngày ba bữa. Hỏi cô có nuôi thêm người nữa không anh về đang làm công Không, quả chùa luôn. làm công Ừ. quả cho chùa ban ngày đi cốt ban đêm về làm công quả cho chùa hôm nay làm đúng mệt luôn á má làm từ 8 giờ sáng bắt đầu dậy mà hỏi này kia tới 6 giờ leo lên giường đi ngủ mất tút. Ăn trứng cho bù lại. Tại vì hôm qua là có một anh có submit một cái thay đổi tưởng bọn nó mới đổ thừa của anh con khứa kia nó nói chuyện giống như là anh làm lỗi cái bill đó vậy anh phải lên ấy Được. Tôi nghĩ được chưa? liên hoàn lỗi luôn liên hoàn lỗi
cứa chó nó làm cái gì? Ngủ. Không có sủa ngắn nha. Thèm được chót lòng quá, mua hay mua cuối tuần đi mua đồ nó chót lòng ăn, nó chót lòng có cần phải huyết tư huyết huyết đâu cần phải huyết ấy đâu ha. Thấy thèm chót lòng quá, tôi có bán lòng non rồi rồi ấy rồi nữa rồi. Đi cây sao mà u mẹ ơi. Nhà chán quá, mai chắc anh lên công ty vậy. Lên công ty tốn thời gian. Bữa giờ em lên rồi, 2 tuần rồi. Công ty nướng bánh mì mang lên ăn. Cho nên kê lên trên này mà nó cũng nhìn theo, nó coi em đi đâu. Chứ nó nằm ở đâu? Nó nằm trong lòng à? Không, khả rồi mà. Đi nó đi lang thang hả? Đâu? Nó nằm dưới đất kìa hả? Dơ nó là sao? Sạch mà, xem nó có dơ đâu. Ghê vậy? Mà nó nằm của nó thích thôi. Chó mà nó thích cái chỗ nào mát mát, chó nó máu nóng. À, này nó biết, nhiều khi nó biết tự vô cái lòng của nó nha. Rồi. Sáng nay để cho ông ta sao ngồi không vô lòng.
dép vậy mới chịu hả? Đụng đụng nhanh đưa dù đi dù đi nhanh nó chạy nhảy ra đá đít đá đít đá đít nó đi em mới nằm dưới chân thì mới chịu hả, cái chân đạp đạp vuốt vuốt nữa nghi bài